vài món đồ chơi hay ho. Đàm Đức đã từng thử. Đầu tiên là con quay UFO phát sáng. Đúng như cái tên của nó, khi quay sẽ tạo ra một vòng ánh sáng. Thế nên con quay sẽ trở nên đẹp hơn khi chơi vào buổi tối. Và đặc biệt khi được sạc đủ pin, nó có thể bay. Để có thể chơi được nó thì đòi hỏi cần phải có một chút kỹ năng. Điều khiển khi ném lên trời thì nó có thể quay trở lại tay của mình, giống như là boomerang vậy. Để mà mang đi chơi trung thu khá là thú vị. Tiếp theo là chú mèo điều khiển dây. Để có thể hoạt động thì cần phải có 3 viên pin tiểu. Em theo đó là những sợi dây bằng len, chú ý là phải luồn dây thật đúng chiều nha. Và khi chơi, chú mèo này có thể điều khiển cho sợi dây lơ lửng trên không như này. Tất nhiên là cũng sẽ cần một số kỹ năng để chơi. Ví dụ như skin điều khiển dây để có thể kéo cánh cửa ra như thế này.